Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về công dụng dược lý của lá lốt nhé. Lá lốt dùng để điều trị các chứng phong, hàn, thấp và tê bại chân tay. Chuyên điều trị các chứng rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, đầy hơi, nôn mửa, bệnh thận, chữa đau xương khớp, đau đầu, đau răng và chảy mồ hôi. Vì công dụng của nó rất là nhiều, thế nên hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn là những cái món ăn để mình thường nấu với lá lốt. Cái món ăn quen thuộc đầu tiên đó là món trứng chiên với lá lốt hay là trứng rán lá lốt. Các bạn ra vườn các bạn hái cho mình một lắm lá lốt về, sau đó chúng ta rửa sạch đi và thái nhỏ như thế này, rồi mình đập đến 2 đến 3 quả trứng tùy theo nhà chúng ta ăn nhiều hay ít, thêm một chút gia vị vào rồi mình đánh tan lên, rồi mình chiên trên chảo dầu ấy, là mình có món trứng chiên lá lốt vừa thơm vừa ngon lại cực kỳ tốt cho sức khỏe. Với những cái công dụng như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta điều trị các người bệnh và như như là bị đau lưng ấy, thì chúng ta có thể dùng lá lốt tươi và rửa sạch, sau đó nấu với 300 ml nước rồi chúng ta uống hàng ngày ấy, đấy với chứng đau bụng, đau xương khớp khi trời trở lạnh cũng vậy. Thì chúng ta cũng nấu lá lốt lên chúng ta uống, ra mồ hôi tay chân nhiều cũng vậy. Nhọt thì chúng ta sẽ dùng lá lốt, tía tô, lá cây chanh và chúng ta sẽ giã rồi chúng ta đắp lên cái phần da bị mụn nhọt đấy. Chữa phù thủng cho suy thận nữa, chữa viêm xoang nữa và giải cảm. Rắn cắn hay là say lấm thì cũng dùng lá lốt nhé. Nhưng mà đối với đấy là tác dụng, còn tác hại ấy, thì lá lốt nó có tính nóng ấy, nên phụ nữ đang cho con bú sử dụng quá nhiều có thể dẫn đến mất sữa và làm sữa bị loãng không đủ chất cho bé. Thế nên chúng ta cũng lưu ý khi mà dùng ấy lá lốt ấy. Với các trường hợp mà bị nóng gan, nhiệt miệng nặng, đau dạ dày thì chúng ta cũng không nên dùng vì nó sẽ dễ bệnh trở nên nặng hơn ấy. Và hôm nay mình chia sẻ 2 món ăn từ lá lốt. Lá lốt mình cũng có thể nấu canh xương, canh cà như thế này. Khi mà nấu chín thì mình cho ít lá lốt vào. Trước khi tắt bếp ấy, món canh cà của chúng ta sẽ rất là ngon, thơm, bùi nhá. Và giờ mình sẽ dừng cái clip này đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.